Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là tương lai cho điều bạn đang chờ đợi. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy có một tin vui cho các bạn là điều các bạn đang chờ đợi sẽ có phần trăm thành công khá là lớn. Bởi vì đây là một trải bài chung nên mình mong là mọi người hãy đón nhận cái thông điệp này có chọn lọc một chút xíu nha. Nếu như cái năng lượng của các bạn phù hợp thì các bạn hãy đón nhận thông điệp. Bởi vì những cái vấn đề mà các bạn đang chờ đợi nó có liên quan đến một thành công nhỏ nào đó trong cuộc sống, hoặc là một định hướng nhỏ nào đó trong cuộc sống của các bạn, và khiến cho các bạn khá là phân vân hoặc là kiểu bị stress bởi vì nó trong thời gian trước đây. Thì thời gian sắp tới các bạn sẽ nhận được tin vui. Còn nếu như cái việc mà các bạn đang chờ đợi, các bạn đang nghĩ đến về một mối quan hệ, thì mình cảm thấy nó không hẳn là nó bước vào một mối quan hệ chính thức, nhưng mà nó sẽ có một cái hướng tích cực nào đó trong mối quan hệ. Có thể là bạn sẽ có cơ hội được gặp gỡ cái đối tượng đó nhiều hơn, nói chuyện, hoặc là bạn sẽ biết về một cái khía cạnh nào đó ít người biết của cái đối tượng đó, và bạn thấy cái điều đó khiến cho bạn đặc biệt, hoặc là do bạn nghĩ thôi nha, là bạn có một chút gì đó đã khác biệt với những người khác, hoặc là bạn có thể hiểu hơn được người này. Và đây là một cái tín hiệu tốt để bạn có thể càng ngày càng muốn theo đuổi hoặc là tìm hiểu người này. Và người này cũng có cái cách nhìn tích cực hơn về bạn, thay đổi cái cách nhìn về bạn trước đây.